Rơi nước mắt khi nghe tâm sự của Hòa Minzy hậu chia tay Hiếu Gia Minh Hải. Hòa Minzy lần đầu chia sẻ lý do khiến cô không kìm được giọt nước mắt trên chương trình truyền hình. Trong tập 7 chương trình Sao Nhập Ngũ, nhiều khán giả xúc động khi chứng kiến Hòa Minzy rơi nước mắt vì nhớ bé Bo. Các đồng đội Buka, Di Khánh, Anh Tú liên tục thay phiên nhau an ủi cô. Hòa Minzy cũng chia sẻ, năm xưa cô có nguyện vọng thi vào trường quân đội và rất yêu thích môi trường này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã là mẹ và có bé Bo, cô sẽ ưu tiên việc trở thành một người mẹ hơn là ca sĩ và vào quân đội. Bởi vậy, giọng ca rời bỏ đã chia sẻ lý do khiến cô không kìm được giọt nước mắt trên chương trình. Theo đó, danh nhân Minh Hải vẫn đang ở xa, chưa thể về nước, nên Hòa Minzy vừa làm mẹ, vừa làm người cha để chăm sóc quý tử. Nỗi lòng của mẹ bỉm khiến nhiều người không kìm được nước mắt đồng cảm. Hòa Minzy tâm sự, chắc ai làm cha mẹ rồi sẽ hiểu sao em Hòa xúc động vậy. Không nhìn thấy, không biết con đang làm gì, có ăn uống, đi vệ sinh được không? Em Hòa ở cạnh con, như một người mẹ, làm luôn cả một người cha, nên cảm xúc sẽ nhân đôi. Bởi vậy, mít ướt khóc nhẹ ạ. Tháng 2 năm 2022, Hòa Minzy chính thức lên tiếng công bố cô và bạn trai Minh Hải đã chia tay sau 5 năm yêu nhau. Tại thời điểm chia tay, Hiếu Gia Minh Hải vẫn đang ở Australia, còn hai mẹ con Hòa Minzy và bé Bo vẫn đang sinh sống tại Việt Nam.